Soi kèo Oxford United với Arsenal ngày 10 tháng 1, Man City đang chờ. Oxford United có mặt tại vòng 3 FA Cup, khi đội bóng này đã liên tiếp vượt qua những Woking và Exeter. Tuy nhiên, thành tích này chẳng có gì để đáng nói, khi mà Woking chỉ đang thi đấu tận giải hạng 5 ở xứ sở sương mù, và còn lại Exeter cũng chỉ là đội bóng không hơn không kém, khi đang cùng với đội bóng của huấn luyện viên Robinson thi đấu tại League One. Nói về giải đấu hạng 3 của bóng đá Anh, Oxford United chỉ đang đứng ở nhóm nửa dưới bảng xếp hạng League One với 29 điểm, hiện chỉ đang nhiều hơn nhóm rất hạng 7 điểm, và kém nhóm được lên chơi tại League Championship mùa sau đến 11 điểm. Mùa giải chỉ mới đi được nửa chặng đường, thiết nghĩ lúc này đội bóng của huấn luyện viên Robinson nên có những toan tính xa hơn cho một chiếc vé thăng hạng. Bởi FA Cup chưa bao giờ là giải đấu sinh ra cho họ. Cũng như dù cho có muốn chiến thắng ở trận này cũng không phải dễ, khi mà Oxford United sẽ có màn đón tiếp Arsenal đến làm khách trên sân nhà. Đây không phải là lần đầu tiên mà Oxford chạm mặt với pháo thủ thành London tại FA Cup, còn nhớ ở mùa giải 2002-2003 thì họ đã để thua Arsenal với tỷ số 0-2 cũng ngay tại vòng 3. Phía bên kia chiến tuyến, tất nhiên Arsenal sẽ là đội bóng sẽ giành phần lớn chiếc vé đi tiếp đến vòng 4 để chạm mặt với Man City. Nên chiến thắng ở trận đấu này gần như chỉ đợi đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đến và lấy về thôi. Và có lẽ, điều mà người hâm mộ hiếu kỳ nhất cho trận đấu này, đó là cách mà pháo thủ sẽ có màn trình diễn như thế nào trước một đội bóng tiểu nhược như Oxford United. Cần biết, chỉ có Man City và Man United là hai đội bóng đang thi đấu tại Premier League và giành chiến thắng cũng như thắng kèo tại vòng 3 FA Cup, còn lại những Liverpool hay Tottenham đều để thua ở kèo. Thậm chí, Liverpool còn phải mất thêm một trận đấu lượt về khi đã để cho Wolves cầm hòa. Vì vậy, đó cũng là lời cảnh tỉnh dành cho Arsenal, bởi nếu như quá chủ quan trước đối thủ, thì nó sẽ vô tình khiến cho lịch thi đấu của họ trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Cần biết chỉ sau trận đấu này chưa đầy năm này, thì đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ có cuộc chạm trán với Man United và tiếp đó là Tottenham. Những trận đấu vô cùng quan trọng và có thể quyết định đến ngôi vương của họ ở mùa giải này. Vì vậy, với tỷ lệ châu Á chỉ đang dừng lại ở mức 2 trái, thì đây không phải là tỷ lệ chấp quá sâu đối với Arsenal, bởi nếu chỉ dẫn trước Oxford United một bàn trong suốt 90 phút, vẫn là rất mong manh. Soi tỷ lệ tài xỉu Oxford United với Arsenal, kết quả khả dĩ nhất mà Oxford United có thể làm lúc này.